Và trong clip buổi tối ngày 2 tháng 4, Việt Vinh lại về tiếp một chiếc đầu cassette. Đây là một chiếc đầu cassette rất là nổi tiếng của hãng Telefunken. Đó là model RC200. Và anh em đã nhớ thì vào ngày 19 tháng 2, Việt Vinh đã bán một chiếc đầu Telefunken cũng hiệu RC200 và đã bán cho một bác khách ở Hà Nội, ở Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy. Và ngày hôm nay thì Việt Vinh về tiếp một chiếc đầu cassette Telefunken RC200 tiếp. Và chiếc đầu cassette này, như tất cả chúng ta đang nhìn thấy trước màn hình, rất là đẹp. Chiếc đầu này thì đã quá nổi tiếng rồi. Một trong những chiếc đầu mà làm nên tên tuổi của hãng Telefunken chính là model RC200. Về mọi chức năng và cách hoạt động của chiếc đầu RC200 này, Việt Vinh đã giới thiệu rất kỹ ở clip ngày 19 tháng 2. Anh em nào mà quan tâm muốn tìm hiểu về chiếc đầu cassette Telefunken RC200 này thì chúng ta có thể lục lại clip trước đó ngày 19 tháng 2, chúng ta có thể xem lại. Đây là tổng thể hình thức phía trước mặt của chiếc đầu cassette Telefunken RC200. Nó đẹp không kém cạnh chiếc đầu mà Việt Vinh bán ngày 19 tháng 2. Đây là phần mặt sau. Đây, anh em nhìn rắc kết nối này. Đây là đường vào, đường ra. Đường vào chúng ta có thể lấy nguồn tín hiệu trên mạng CD chúng ta cắm vào đây. Và đường ra, ra âm ly, ra đẩy. Đấy, chúng ta cắm nguồn tín hiệu trên mạng CD vào đây để chúng ta thâu những bản nhạc mà chúng ta thích. Đây là tem mác của chiếc đầu cassette Telefunken RC200. Nguồn điện của nó chạy nguồn điện 220V. Và cái số này thì bất kỳ một chiếc đầu cassette RC200 nào cũng đều có số này cả. 542 453 290. Đấy. Chúng ta nhìn cái phần nắp máy của nó còn rất là đẹp. Mặt mũi của nó cũng vậy. Đấy. Chiếc đầu cassette này thì chưa được mở ra bao giờ cả. Và Việt Vinh là người đầu tiên sẽ mở chiếc đầu cassette RC200 này ra cho tất cả anh em chúng ta cùng xem qua cái phần nội thất. Và đây là tổng thể nội thất của chiếc đầu cassette Telefunken RC200. Chúng ta có thể nhìn qua cái phần nội thất của chiếc đầu cassette này, mới như xuất xưởng luôn. Đấy, mới như xuất xưởng anh em ạ. Đấy, một chiếc đầu cassette được vận chuyển theo đường hàng không về Việt Nam. Anh em có thể nhìn qua, nó mới như xuất xưởng luôn. Đặc biệt thì chiếc đầu cassette dòng RC200 này thô phát cực kỳ chuẩn luôn. Đấy, chỗ này có một cái tem này. Cái tem này chúng ta có thể cắm nguồn điện 110V. Đấy, nội thất anh em nhìn, sáng choang luôn. Đẹp xuất sắc. Đây. Nó chạy hai con chip anh em này. Đấy, hai con chip lọc tiếng ồn. TFK U401BR. Đặc trưng của dòng Telefunken. Chính là hai con chip 2 com đấy anh em. Đây này, hai con chip 2 com này. Đây, nội thất đẹp của anh em. Đẹp xuất sắc luôn, vàng óng. Đây, chúng ta nhìn motor này. Mới khủng khiếp luôn. Vàng chóe luôn anh em ạ. Nội thất của chiếc này còn mới hơn cả chiếc ngày 19 tháng 2. Đẹp không có điểm chê luôn. Đây. Không hề có một điểm chê nào anh em ạ. Zin từ mối hàn luôn anh em nhìn này. Chiếc đầu cassette này là chiếc đầu cassette mà Việt Vinh là người đầu tiên mở ra xem. Đấy, và sau đó thì đến lượt anh em xem. Mới khủng khiếp luôn. Đấy, sassy hai bên. Chiếc đầu cassette mà ngày 19 tháng 2 Việt Vinh bán đến tay một bác khách Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy cũng rất là đẹp. Chiếc này đẹp không kém cạnh luôn. Có khi cái phần nội thất nó còn đẹp hơn đấy anh em ạ. Việt Vinh nhớ mang máng là như vậy. Đây em nhìn.
chúng ta nhìn cái thanh này này, đấy, còn rất là sạch sẽ và gần như là không có ai đụng vào và ấn đi ấn lại. Đấy, anh em có thể nhìn. Rất là sạch sẽ đúng không ạ? Đấy, chip 2 con anh em nhé. U401BR. Đẹp khủng khiếp luôn. Rồi, đây là cái phần quan trọng nhất. Anh em vừa xem qua rồi. Đây, chúng ta có thể nhìn qua cái phần đầu từ này. Sáng bóng luôn. Bây giờ Việt Vinh sẽ bật nguồn điện lên. Nguồn điện của chiếc đầu tép này là 220V. Đấy. Và bây giờ Việt Vinh sẽ cho băng vào. Play. Đấy, em tiếng cực hay luôn. Từ khi vào lính rồi lành pha củ thôi, ngày nào toàn câu gian dối, tôi mãi chưa quên lời tua đi này, tua lại này. Đấy, hoạt động hoàn hảo, tua nhớ bài anh em thấy không, tua tự nhớ bài luôn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thâu thử một đoạn băng, sau đó mình sẽ phát lại, chúng ta cho về không nhé. Đấy. Chúng ta chỉnh làm sao cái volume ở cái phần ghi này nó đừng vượt quá nhiều cái vạch đỏ này anh em nhé, anh em chú ý. Đấy. Và bây giờ thì Việt Vinh sẽ tiến hành thâu băng, chúng ta bấm đồng thời hai nút record và play. Đang thâu băng. Nhà bên đang đón dâu, xôn tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Tiếng quá là hay luôn anh em ạ. Quà tôi mang đến trong chỉ mỗi hoa bằng lòng, bởi mình nghèo đến chi đứng nén ngoài. Tự dừng, anh em thấy không? Tự bật. Nhà bên đang đón dâu, thù như bản gốc luôn. Quá là hay. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến cho chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo đến chỉ đứng nén ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay chẳng đáng với ai. Anh giờ đây đã quên mọi tình thương. Việt Vinh vừa giới thiệu qua về chiếc đầu Telecoken RC200 và đã thử cho anh em xem
phần thu và phần phát. Mọi cái rất là tốt, hoạt động hoàn hảo. Đã xem qua cái phần nội thất rồi. Một chiếc đầu có phần nội thất đẹp xuất sắc. Và giá bán của chiếc đầu này Việt Vinh bán với giá cực tốt so với trên thị trường, với giá chỉ có 4.500.000 đồng. Và anh em nào yêu thích chiếc đầu này, liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thưa anh xin chào tạm biệt tất cả anh em. Từ khi vào lính rồi, lành xa của tôi ngày nay.